Hello cả nhà, không biết có bạn sinh viên nào đang xem video clip này của mình hay không? Nếu có thì vlog này dành cho bạn rồi đấy. Giới thiệu với mọi người thì mình tên là Cao. Đa phần các vlog của mình sẽ làm bằng tiếng Thái và tiếng Việt là chính. Thì quay trở lại chủ đề chính của ngày hôm nay, thì mình sinh viên có nên vừa đi học vừa đi làm hay không? Trước khi mình nghe chi tiết về cái nội dung ngày hôm nay thì mọi người nhớ đăng ký kênh YouTube của mình để ủng hộ mình nha. Và mọi người nào muốn tìm hiểu mình thêm thì có thể follow mình trên Instagram hoặc Facebook page. Thì nói đến chủ đề là sinh viên có nên vừa đi học vừa đi làm hay không, thì với cá nhân mình thì mình khuyến khích là có. Lý do vì sao? Thứ nhất, để trả lời được cho cái câu hỏi này thì mọi người cần phải xác định được là bạn có sắp xếp được cái khoảng thời gian của bạn vừa đi học và vừa đi làm hay không. Đa phần thì mình thấy là những bạn sinh viên năm nhất và năm hai, cái khoảng thời gian đầu thì các bạn học khá là ít môn, nên là cái khoảng thời gian mà các bạn ở trường hay các bạn làm bài tập và khoảng thời gian để các bạn học thì nó sẽ không nhiều bằng các anh chị năm 3, năm 4. Thế nên là thay vì mình có những cái khoảng thời gian trống như vậy thì mình có thể kiếm một cái công việc nào đấy mà mình sắp xếp được để đảm bảo thứ nhất là nó sẽ không ảnh hưởng đến công việc học của mỗi người. Tại vì ai cũng biết là bây giờ mình cái thời sinh viên, cái việc học vẫn là cái yếu tố tiên quyết và cái yếu tố quan trọng nhất mà mình cần tập trung trong giai đoạn sinh viên này. Và cái thứ hai nữa là các bạn phải xác định rõ cái mục tiêu là việc các bạn đi làm thêm để làm gì. Như cá nhân mình hồi xưa thời sinh viên ấy, mình cũng có đi làm thêm, vừa đi học vừa đi làm, tức là mình đã vừa đi làm từ thời năm đầu tiên rồi. Nhưng mà cái mục tiêu chính mà mình xác định lúc đấy là mình đi làm thêm để thứ nhất là mình kiếm thêm được thu nhập, và cái thứ hai nữa là mình muốn có trải nghiệm. Ở đây là nó liên quan đến cái chuyên ngành của mình, nó liên quan đến cái học thuật của mình. Tại vì hồi xưa mình cũng học một cái ngành nó cũng liên quan đến tiếng Anh, thì đến chuyên ngành của mình. Thế nên là đó là lý do vì sao mình kiếm cái công việc đi làm thêm. Vì cái thứ nhất là mình có thể được practice, được luyện tập, và cái thứ hai nữa là mình được trải nghiệm ngoài đời. Và bên cạnh đấy thì việc mình đi làm thêm thì nó cũng giúp cho mình có thể phát triển được một số cái kỹ năng, ví dụ như kỹ năng về quản lý thời gian, kỹ năng về cân bằng lại cuộc sống, về kỹ năng cân bằng lại cuộc sống ra sao, làm sao để mình có thể cân bằng giữa việc học, giữa đời sống hàng ngày của mình, giữa các mối quan hệ khác ở ngoài xã hội, ví dụ như quan hệ bạn bè, gia đình, và cái việc mình đi làm để nó sẽ không bị ảnh hưởng. Và cái quan trọng nữa là việc mình đi học, đi làm thêm như thế thì nó cũng giúp mình có sức chịu đựng. Thứ nhất là đôi lúc mình đi làm mình sẽ tiếp xúc với rất là nhiều người, và cũng không ai có thể làm hài lòng bạn suốt được, và cũng không ai có thể chiều theo ý mình. Mà đôi lúc thì thoảng mình cũng sẽ rơi vào những cái hoàn cảnh là hồi xưa mình nhớ là lúc đấy là mình đi làm thêm là mình làm gia sư. Mọi người có biết là cái khoảng thời gian mình đi làm thêm là tuần rơi vào lúc 6 giờ, thì lúc đấy lúc nào mình ý là 6 giờ thì giờ đấy thường là nhiều gia đình người ta hay ăn tối ấy, mà mình bản thân mình thì lúc đấy cũng chưa kịp ăn gì hết, là lúc nào mình đi cũng trong tình trạng là bụng đói, mà đứa em của mình là lúc đấy nó đến giờ ăn rồi, xong mẹ nó cứ mua KFC xong đặt trên bàn, xong mình vừa ngồi học vừa ngồi dạy, mình vừa ngồi dạy cho nó vừa nhìn nó ngồi ăn KFC. Thực sự lúc đấy mình cực kỳ đói, xong thằng nhỏ nó hỏi là anh có đói hay không. Mình chỉ biết cười mỉm nhau, bụng mình cứ kêu ọc ọc suốt đấy mọi người. Thì nó, mình muốn nói đấy là cái sức chịu đựng, sức để mình có thể kiểm soát được bản thân, mình kiểm soát lại lời nói như thế nào để không ảnh hưởng đến cái khoảng thời gian mà mình đang dạy học cho em đứa em kia. Và cái thứ hai nữa là mình thấy cái việc mình vừa đi học vừa đi làm thêm nó cho mình hai cái kinh nghiệm lớn nhất. Thứ nhất là cái kinh nghiệm sống, và cái thứ hai nữa là cái kinh nghiệm chuyên môn. Có thể là mình ra trường mình sẽ không làm 100% nó liên quan đến cái ngành mà mình đi làm thêm đấy, nhưng mà đâu đấy ít ra nó cũng có một cái số mảng nó vẫn có thể bổ trợ cho mình lúc mình đi làm. Và hơn thế nữa là việc mình đi làm thêm như thế thì nó giúp mình có thể tiếp xúc được với nhiều người ấy, thì nó sẽ giúp, thì thoảng mình sẽ cũng có cái vấn đề này kia, thì mình có thể ví dụ như bạn chịu khó bạn đến sớm hơn, bạn có thể giao tiếp với bạn bè đồng nghiệp nơi bạn làm thêm để bạn chia sẻ cái này cái kia, thì có thể họ sẽ cho bạn những cái góp ý, những cái lời khuyên, hoặc là mình thì ý mình nói là mình có thể có cơ hội tiếp xúc với nhiều người thì cái connection của mình nó sẽ rộng hơn, và bản thân những cái connection đấy họ bạn không chỉ có mỗi mình có thể thì hỗ trợ lẫn nhau
mình và người kia cũng có thể là hỗ trợ lẫn nhau trong cuộc sống, có thể lúc đâu đấy trong tương lai họ lại là một cái bạn tâm giao của mình thì sao. Và cái thứ hai nữa là cái việc đi làm thêm với mọi người, cũng như mình nói ngay từ ban đầu ấy, nếu bạn xác định rõ cái việc đi làm thêm không phải là vì áp lực đồng tiền nhiều quá, bạn đừng có đặt cái nặng là bạn đi làm thêm là bạn phải kiếm được thật nhiều tiền rồi cuối cùng là chỉ vì cái đồng tiền nó làm mờ đi con mắt của bạn, xong bạn quên đi cái việc học, hoặc là bạn đi làm nhiều khi bạn mệt quá, bạn mệt quá bạn không còn có sức gì nữa, xong rồi bạn đi làm bạn chọn những khung giờ nó không hợp lý, nó ảnh hưởng đến giờ học của bạn, thì at the end cái nó sẽ impact đến cái kết quả học tập của bạn, thì đó là cái điều mà mình không mong muốn. Thế nên là việc mọi người đi làm thêm thì mình vẫn rất khuyến khích, nhưng mà đảm bảo sẽ không bị ảnh hưởng đến cái công việc của các bạn. Ngoài ra thì cái việc đi làm thêm thực sự thì giống như mình nói, bạn đi làm thêm không chỉ là bạn tiêu hao về sức lực, về chất xám, về thời gian của bạn, mà nó còn tiêu hao về nhiều yếu tố khác. Ví dụ như bạn sẽ ít thời gian để đi chơi chỗ này chỗ kia hơn, ít thời gian để dành cho bạn bè hơn, ít thời gian để dành cho bản thân hơn, nhưng bắt buộc bạn phải sắp xếp một cái chuyện đấy và sắp xếp mọi thứ cho nó balance lại, tránh cái việc là mình cứ muốn mọi thứ nó thiên về cái này nhiều quá, nó thiên về cái kia nhiều quá, rồi STM thì bạn sẽ không làm tốt được mọi thứ. Thì cố gắng balance lại mọi thứ làm sao để cho nó không bị ảnh hưởng lẫn nhau, chứ chẳng cái việc là mình thấy có nhiều số bạn đi làm thêm xong bị ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều. Mình kể cho một số bạn nghe một cái câu chuyện nó rất là hài. Hồi xưa ấy, mình thời sinh viên ấy, mình xem phim Tuổi Nổi Loạn xong mình nghiện quá đến mức độ là mình tự học tiếng Thái luôn mọi người. Mình học tiếng Thái và đến mức độ là mình xin được việc bên Bangkok. Mình tự phỏng vấn tiếng Thái luôn. Mà bạn hiểu cái giai đoạn đấy mình học, mà mình học như điên, mình học cả ngày cả đêm, học đến tận 3-4 giờ sáng. Có những giai đoạn là mình học thâu đêm luôn ấy. Mình cũng không hiểu vì sao lúc đấy mình lại có thể có những cái quyết tâm là mãnh liệt như thế. Nhưng mà may mắn sao là lúc đấy mình đã không từ bỏ, và mình đã cố gắng vì cái niềm đam mê của mình, và mình biến cái niềm đam mê của mình đấy trở thành một công cụ để giúp mình có thể kiếm được thêm thu nhập, và mình kiếm được mình có được nhiều những người bạn tốt là người bạn Thái. Và đến tận bây giờ mình ở Việt Nam này thì mình cũng ở với một số em người Thái Lan, tức là mấy em đấy qua du học bên Việt Nam, xong mấy em đấy có học bổng học trường Tôn Đức Thắng này, xong mình cho mấy em đấy thuê ở chỗ căn nhà của mình ấy. Xong thì cái lúc đấy mà mình làm team lead cái field trip dẫn mấy bạn sinh viên bên Mỹ qua trao đổi với trường bên mình để đi du lịch quanh Hà Nội, thì mình chỉ trong cái đoàn đấy, trong cái đoàn sinh viên thì có một bạn cũng bập bẹ, họ tự đang học tiếng Thái là theo kiểu là ngôn ngữ thứ hai của bạn. Thế là mình với bạn đấy cứ practice tiếng Thái, xong vừa dẫn cái đoàn sinh viên vừa đi chơi quanh Hà Nội qua mấy điểm du lịch như Lăng Bác hay là chùa Một Cột tất cả các thứ, thì mình cứ đi nói chuyện. Thì cái đợt đấy mình đang đi bộ quanh phố cổ, xong rồi bắt gặp một anh đấy là ngay kiểu là anh mở công ty du lịch ấy. Xong bây giờ tự dưng đang đi bộ đi ngang qua, xong rồi ghé qua một cái quán gần cái chỗ công ty anh đấy ở phố cổ, thì mấy bạn để muốn mua một cái đồ lưu niệm bên đấy. Thì lúc đấy mình đang bập bẹ, mình nói tiếng Thái chơi với bạn kia thôi, thế thì vô tình anh này anh nghe thấy, xong anh bảo là ủa em biết tiếng Thái à? Xong em bảo là ủa sao em biết em biết tiếng Thái, thì nãy giờ anh thấy em bập bẹ anh nói vài câu. Thì thế xong anh đấy mới bảo là nghe tuần này anh có một đoàn người Thái tầm khoảng 12 người, thì anh cần một cái bạn là vừa biết tiếng Anh nhưng mà vừa biết tiếng Thái để có thể dẫn một cái đoàn Thái đi du lịch là Ninh Bình, Hạ Long với lại Sapa. Thì anh bảo là anh kiếm hoài mà cũng không có, em muốn thử trải nghiệm lần đầu hay không thì nó cũng chả mất gì, tại vì at least là ở cái đoàn đấy người ta cũng có biết được tiếng Thái. Nhưng mà thì mình cũng ok. Thế là lúc đấy mình dậy được từ lúc 5 giờ sáng để ra sân bay Nội Bài đi đón mọi người kia. Là mình dẫn đi xuống Ninh Bình. Thì trong cái lúc mà mình chuẩn bị dẫn cái đoàn đấy thì mình cũng đã chuẩn bị cũng học một số từ tiếng Thái liên quan đến cái việc mà mình dẫn họ đi đâu, rồi mình đi điểm du lịch ra sao. Thì một cái bất ngờ là cái đoàn này chỉ toàn mẹ, đoàn này 12 người mà toàn con trai hết mọi người. Độ tuổi thì tầm từ 38 trở lên, 38 đến 60. Thì đa phần lúc ngồi thì, tại vì lúc đấy là lần đầu mình dẫn, cái lúc mà mình dẫn đấy thì cái đường nó khá là tắc. Thế là mình tới Ninh Bình theo kiểu là cũng
cũng cũng cũng cũng cũng quá giờ trưa ấy, tại vì do trên đường xuống thì mình nhớ không lầm là lúc trên đường mình đi xuống Ninh Bình thì mình có ghé qua một cái quán để mua đồ lưu niệm những ta linh tinh hay dừng ở đâu ấy, mình không nhớ. Thế là lúc đến nơi thì cũng khá là quá giờ ăn trưa, thấy không biết là cái nhà hàng đấy tự dưng nó làm đồ ăn khá là chậm đấy, thì mọi người ở trên xe cũng khá là đói, xong đến nơi kiểu cũng hơi bực ấy. Tại vì lúc đến nơi thì không phải là đến nơi mọi người ăn liền, mà mọi người đi du lịch xung quanh, xong rồi đi đi xem chút, xong rồi lát nữa mới quay lại ăn ăn trưa. Thì cái lúc ăn trưa thì lúc đấy thì mình không biết là, tại vì lúc mình thấy là mọi người dọn đồ ăn hết rồi, thế là mọi người cũng đã bắt đầu ăn thì lúc đấy rồi. Thì đáng lẽ ra lúc đó mọi người, nếu mình khôn khéo hơn hoặc mình có kinh nghiệm nhiều hơn thì mình nên nên đứng cạnh cái đoàn đấy để cho người ta ăn xong. Thì tại vì trong lúc mà người ta ăn thì sẽ có một số người người ta cần mình hỗ trợ, mình dịch, mình phiên dịch để mình nói với bên phục vụ của cái nhà hàng hoặc là nhân viên bên đấy, tại vì họ không biết tiếng Anh hoặc họ không biết tiếng 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 Thái, thì mình nên ở cạnh họ để phụ để hỗ trợ họ. Thì lúc đấy tại vì mình có hỏi một anh trong đoàn này thì anh mới bảo là bây giờ em cứ đi ăn đi, nhưng mà đoàn đấy tận 12 người mà, thì sẽ có một số ông có thể là mấy ông vẫn chưa hội ý với nhau. Thế là mình cũng đi ăn ăn no, xong hỏi mấy ông để ăn no các thứ, thì trong đó có một ông khá là bực bực mình, mà bực theo kiểu ra mặt luôn. Thì lát sau bọn mình đi Hạ Long thì ông đấy mới đi Hạ Long, trên đường đi Hạ Long thì có ghé qua vài chỗ điểm đi vệ sinh, thì ông đấy mới mới giật áo tù máu mình, xong rồi nói mình là đóng bệnh phu nằm được bảo, mà ông giật áo mình kiểu như thế này. Xong lúc đấy mình cũng hơi sợ, xong kiểu chết rồi, tự dưng mình làm sai cái gì hay sao mà tự dưng ông này, xong ông giật áo mình ghê vậy, ông định đánh mình hay như thế nào, mình mới sinh viên mình không biết gì đâu. Xong rồi mọi người có biết cái từ phu nằm, phu nằm ở đây ý ông đấy bảo là mày là một đứa dẫn đoàn đúng không, thì mày đã thực sự làm trọng trách cái cương vị là một người dẫn đoàn hay chưa. Thì đó là cái ý của ông, cái từ phu nằm và cái ý sâu xa của ông ở đấy trong cái hoàn cảnh đấy. Nhưng mà mình không biết, mình kiểu lúc đấy mình phản ứng chậm lắm, đến tận bây giờ mình vẫn còn phản ứng rất là chậm ở người, thì mình chỉ crap, mình dạ trước thôi, mình dạ 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 trước dạ trước, tại mình có biết đâu, mình crap 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 rất là hồn nhiên và mà rất là nó vẫn ra kiểu rất là tràn trề năng lượng ấy. Nhưng mà về sau ra thì mình mới 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 mới, mới rút ra được cái kinh nghiệm đấy, và mình thật sự thấy được rằng là việc vừa đi đi học vừa đi làm thêm như thế này cho mình rất là nhiều những cái trải nghiệm, và nó cực kỳ rất là hay. Và thậm chí là sau này để mình cũng khuyên là, tại vì sau này mình đi làm cũng kỳ vọng là một số bạn sinh viên đi làm thì sẽ không bị khỏi bỡ ngỡ, không bị với lại hơn nữa thì việc mọi người đi làm thêm từ thời sinh viên thì giúp sau này khi có đi làm dân văn phòng như 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 anh hiện giờ đi, thì mình sẽ không khỏi bị bỡ ngỡ bởi office culture với mọi người. Thì đó là tất cả những cái mà mình chia sẻ là sinh viên có nên vừa đi học vừa đi làm hay không. Nếu có những cái thông tin nào mà mình nói không đúng, mình nói còn thiếu, thì mong mọi người góp ý bình luận cho mình bên dưới nha. Và thank you cả nhà đã xem video clip của mình đến hết. Thank you mọi người, và hẹn gặp lại trong cái vlog khác. Mọi người nhớ ủng hộ mình nha. Thank you cả nhà.